rồi. Không có những màu sáng. Mình chính xác cái điểm ở khu vực này nhỉ? Ừ. Mày soi rồi nhé. Cái bơm cái mà nó hơi đơn máu nè. Thế ngồi mấy tóc cả thằng. Bởi vì rắn độc là nó cắn thường là có từ 3 viên răng trở xuống. Nó rắn nó cỏ thì nó cắn theo cái dạng nó cắn cỏ hoa cỏ với rắn nước. Này nó lăng nó cắn theo dạng răng cưa. Là nó chùm răng. Răng nó nhỏ. Bé mà. Rõ của nó cái nào nó chạy luôn à? Ừ, đứt ngoái đứt cái nào thế nó ngoài cái lỗ môi rồi, cái nó nhỉ đỏ nó coi chả tốt mà. Thank you.
xóm này xóm nhà Nam à? Nam Nam chữ cái đây. Nam Nam Ngu ấy. Không, Nam ấy, Nam Nhà đấy ạ. À? Ừ, Nam Nhà ấy. Không, xóm bên kia, xóm 10. À. Bên này là xóm 7. Nhưng có bị xong ông có nặn máu nào? Không. Không để cho nó chảy tự nhiên cả. Không, có tí thôi, hơi làm rướm. Hơi tí đầu, máu đầu đi. Ừ, hơi làm rướm tí thôi. Nó mỗi bên này được đúng không? Ừ, xong tới đấy tóc cứ cao, tới đấy này, nó quan tới buộc. Thôi, tôi đi nhưng mà... Lúc đâu tí về. Thế nó bị về ông này không đi, ông đi không đi ấy luôn à? Ông này đi đâu nữa? Đi bắt ốc. Bị xong ông này còn đi bắt ông nữa. Đi quanh quanh về lúc hơi về. Ôi giời. Thế này thì nong ngoằng nhau cả tiếng rồi chứ. Đi quan mà thằng mẹ ấy hay là đoán buồn. Đấy thử tí theo cho mày nói thử nó mà nhưng may thì nó đập. Chủ quan như này có phải chết không ạ? Thế ông cứ lưu ý như này nhé mà. Kể cả rắn, kể cả mình không nhìn rắn ấy, mà dòng rắn không động thì răng nó cắn hình tròn như thế này này. Nó tròn đúng như là cái một hang nào ấy không ạ? Ừ. Nó không cắn kiểu một vết, hai vết như này đâu. Không phải lưu ý, ông chủ quan ông mà về nhà ngủ thì không mà. Xong luôn đấy không ạ? Một vết ấy thì nó rách tách, rách tách đấy mà này. Một vết rắn độc là nó chỉ ba vết giở số. Rách tách vào cái này. Ừ. Chả nào đỏ rắn rồi. Thế con nó nhoai một người này. Đứng dáng trả nó không được quả, hay là bùn, hay là nếu nó cỏ nó nhoai lên mà không phải là cỏ. Người ta bùn rồi, uống nước. Không một chú con ông này còn đi bắt ốc, dẫn nó bùn vào đây rồi. Thế nào đi ra mà, nhìn bờ đội. Nó còn cả tiếng nữa mà. Có phải bùn rồi mà, nhã bùn rồi mà. Vậy là về nhà về vừa nãy ông với Caro hay là ông ấy? Caro nghe tên ý. Mà vậy mà ông Caro xong ông vẫn đi bắt ốc? Ừ. Giời, thế thì chịu ông rồi. Chú ông rồi. Thế thì cái này ông phải đi ngay chứ. Mình đang nghi ngờ nó, mình phải xử lý ngay. Phát hiện là cái phải ngay. Ông còn phải đi bắt ốc thế này. Thì có mà, có này. Chết oan rồi, nguy hiểm lắm. Hóa này gì đi cái đi hái lá chiều hôi ra đã mà quan nhà mình rạch cái vết nó nhỏ thôi, nhà mình rạch ra tí cho nó máu nó nhanh nó ra bớt máu độc đi, vết nó chỉ nhỏ như đầu kim. Này về chắc là các anh không dục, chắc là ông cũng không đi luôn đấy. Không đi luôn. Cứ bảo không được gì, không gì mà bảo. Chủ quan lắm, ông chủ quan. Tôi tính bạn thường. Nếu như mình xác định chính xác là nó con rắn nước hoặc là rắn hoa cỏ thì không có gì. Không phải chữa. Tôi nhìn thấy... Không sao cả như mình này. Con mưa là thường. Có hơn mình không đi ra chỗ. Chịu.
Vậy thử có biết đắn độc không? Chắc chắn hôm nay cũng là đắn độc. Không lại đi đâu. Ông quá chủ quan. Của ông này 80% là bị đắn hổ mang cắn. Thế thì sẽ điếu. Bé to không quan trọng không ạ? Ông thổi thổi cho nó nguội đi, ông uống đi, nán đi ông nhé. Nó bắt đầu nó ra nó đi ăn nữa.
già đi làm gì mà nó cắn? Cứ đi bắt ốc ạ. Nhiều hơi bắt ốc cho vịt. Cô già được con nương chưa? Chưa. Con tí tuổi à? Đấy, tí tuổi bắt đầu bán. Con nương của mày đấy, đứng trên tay thôi. Mấy mươi rồi? Ngoài 60 thôi. Có phải thầy? Vâng. Đây là hai người là cháu phụ cả đấy à? Con cả đấy à? Vâng, con cả đấy. Cô được mấy trai mấy gái? Cô con được một trai 5 gái. Một trai 5 gái à? Ở đây gì? Thằng cháu à? Rể. Con rể. Rể út. Kia con trai. Vâng. Chú mới bục nước chú. Vâng. Đây con. Bà cụ năm nay cũng phải 80 rồi nhỉ? Chưa, đấy cũng ít tuổi nha. À. Ngon. Ngon 80 được mà. Ừ. 80 là nhiều hơn tuổi cụ. Mà tóc bạc hết đầu vâng. Đầu bạc hết đổ vậy nó như là nó xấu mau nó bạc vâng, nước tuổi vâng. Cứ cô còn cấy ruộng à? Vâng, đâu muốn đi bật ốc cái vịt à thì là nó cắn dám mà đến bờ dám mà